Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viền mẫu chân váy xòe họa tiết sò như thế này. Thì cái mẫu váy này hôm trước mình cũng có hướng dẫn rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một phần nữa, đó là viền cái phần chân váy. Đây. Thì mình vừa hoàn tất được phần thân váy như thế này, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ viền cái phần chân váy lại. Các bạn sẽ sử dụng cho mình màu hồng, màu của cái hoa trang trí ở phía trên này. Đây. Sau đó tạo cho mình một nút ở đây. Tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó ta sẽ đưa kim vào cái chân móc của cái mũi dời cuối cùng ở phần thân váy nè. Đây, cái mũi dời cuối cùng này. Ở đây mình sẽ để chừa ra một hàng móc mũi sò ở phía dưới. Các bạn sẽ gấp đôi cái hàng móc mũi sò này lên trên. Thì khoảng cách giữa hai mũi sò này nè, hai mũi sò ở hai bên này, ta sẽ sử dụng các cái chân móc ở phía giữa này nha, cái khoảng trống ở chính giữa này nè. Các bạn gập cho mình một hàng ở phía dưới, sau đó đâm kim vào cái khoảng trống chính giữa này của hai mũi sò á. Kéo nút mình vừa tạo qua khoảng trống, sau đó móc lên cho mình bốn mũi móc xích từ đây. 1 2 3 4. Tiếp tục móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn. Móc cho mình vào cái khoảng trống này luôn nha. Một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục lên cho mình hai mũi móc xích. Và cũng móc vào cái khoảng trống mà ta vừa móc một mũi kép đơn nữa. Thì ta được 3 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này, tính luôn cả cái mũi móc xích đầu tiên nha. Đây. Tiếp tục lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó dời kim vào khoảng trống tiếp theo là cái khoảng trống nằm chính giữa của hai cụm sò ở hàng phía trên nha. Các bạn sẽ gập cho mình cái hàng sò phía dưới lại. Đây, ta sẽ thấy được cái khoảng trống của hai cái mũi sò phía trên nè. Các bạn móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Sau đó móc tiếp vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn. Lên tiếp hai mũi móc xích. Và tương tự móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn nữa. Ta được thêm 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống nè. Sau đó lên hai mũi móc xích. Tiếp tục đưa kim vào khoảng trống chính giữa của hai mũi sò kế bên. Đây là hai mũi sò ở hàng phía trên đó nha. Đây, hai mũi sò này, đưa kim vào khoảng trống của chính giữa này. Sau đó móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục móc vào đó cho mình một mũi kép đơn nữa. Lên hai mũi móc xích. Móc vào đó một mũi kép đơn thứ ba. Khi ta gặp cái hàng cuối cùng của phần chân váy xuống phía dưới thì cái hàng màu hồng đầu tiên này nó sẽ ngang bằng với cái hàng mũi sò cuối cùng của phần thân váy nha. Từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích. Tương tự chuyển qua khoảng trống kế tiếp của hai mũi sò kế bên này. Của hai mũi sò ở cái hàng kế cuối nha. Đây, móc vào đây cho mình một cụm tương tự, một mũi kép đơn. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Mũi kép đơn thứ hai. Lên hai mũi móc xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ ba. Ta được thêm một cụm chân móc nè, vào cái khoảng trống chính giữa của hai mũi sò phía dưới. Tương tự như các cái cụm ở phía bên này. Lên hai mũi móc xích. Thì hàng móc đầu tiên màu hồng viền lại cái phần chân váy nó sẽ như thế này nè. Nó bằng ngang bằng với cái hàng cuối cùng của phần chân váy màu trắng nha. Tiếp tục chuyển kim vào khoảng trống kế tiếp của hai mũi sò kế bên ở hàng kế cuối của màu trắng nè. Đây, đâm kim vào khoảng trống chính giữa này, sau đó móc cho mình một cụm tương tự. Gồm một mũi kép đơn. Lên hai mũi móc xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Lên hai mũi móc xích. Và mũi kép đơn thứ ba là mũi kép đơn cuối cùng vào khoảng trống. Sau đó lên hai mũi móc xích. Thì ta được thêm một cụm tương tự nè, các bạn làm tương tự cho các cái cụm còn lại cho đến cuối hàng.
cũng móc cho mình vào khoảng trống ở chính giữa của hai cụm sò ở phía trên, móc vào đây một cụm chân móc gồm có một mũi kép đơn, xen kẽ hai mũi móc xích. Mũi kép đơn thứ hai. Tiếp tục hai mũi móc xích. Và mũi kép đơn thứ ba là mũi kép đơn cuối cùng. Sau đó lên hai mũi móc xích và làm tương tự. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục ở cái chân móc này nè, móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó bốn chân móc xích đầu tiên mà mình gây nên, các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình hai mũi móc, sau đó đâm kim vào chân móc thứ hai và móc một mũi dời. Thì cái chân móc của mũi dời này và mũi móc xích mà ta gây nên nó sẽ tạo ra khoảng trống bằng với các khoảng trống còn lại nha. Bây giờ ta sẽ dời mũi móc này vào chính giữa của các cái khoảng trống để mình móc cái mũi sò thứ hai. Các bạn đâm kim cho mình vào khoảng trống chính giữa mà ta gặp đầu tiên á. Đây, đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Sau đó lên 4 mũi móc xích. 2 3 4. Móc tiếp cho mình vào khoảng trống mà ta vừa móc một mũi kép đơn nữa. Tính luôn mũi móc xích mà ta vừa móc là một thân chân móc thì ở đây mình có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình một khoảng trống kế bên này và móc tiếp vào khoảng trống kế bên này một mũi kép đơn. Bỏ qua khoảng trống này và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn nữa. Ta được thêm một cụm hai mũi móc nè. Thì khoảng cách giữa hai cái cụm mũi móc này nó sẽ cách nhau là hai mũi móc xích và khoảng cách ở phía dưới thì sẽ cách nhau là một khoảng trống ở đây nha. Tương tự lên hai mũi móc xích, sau đó tiếp tục bỏ qua cho mình một khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục móc vào khoảng trống vừa móc một mũi kép đơn nữa để được hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Ta được thêm một cái cụm thứ ba. Và hai cụm này sẽ cách nhau là một mũi móc xích và một khoảng trống phía dưới. Tiếp tục lên hai mũi móc xích, tương tự bỏ qua khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống kế tiếp một cụm gồm có một mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích. Tiếp tục một mũi kép đơn vào cái khoảng trống ta vừa móc. Đây thì cái hàng móc thứ hai của mình nó sẽ có các cái mũi móc chữ V như thế này. Cách nhau là hai mũi móc xích nha. Và hai cái cụm này nó sẽ cách nhau ở phía dưới là một khoảng trống nè. Ở phía trên này cách nhau là hai mũi móc xích. Đây, các cái khoảng trống nó sẽ cách nhau như thế này. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Sau đó móc tiếp cho mình một cụm tương tự, bỏ qua khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống kế tiếp một cụm gồm một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi móc xích. Tiếp tục là một mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các khoảng trống còn lại, móc tương tự cho đến cuối hàng. Ở mỗi cụm sẽ cách nhau là một khoảng trống ở phía dưới nha. Và các cái chân móc ở phía trên sẽ cách nhau là hai mũi móc xích. Lên hai mũi móc xích. Tiếp tục khoảng trống đó một mũi kép đơn nữa và làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, ở chân móc cuối cùng cũng lên cho mình một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ hai của dây móc xích này một mũi dời. Ta được một hàng móc thứ hai nè. Thì lúc này khi gặp hàng cuối cùng của phần chân váy màu trắng xuống thì ta sẽ hở được một hàng móc của màu hồng nè. Tiếp tục mình sẽ móc tiếp cái hàng móc thứ ba. Thì cái mũi móc của mình đang nằm ở cái chân móc đầu móc nè. Các bạn sẽ dời cho mình vào cái chính giữa của khoảng trống. Sau đó móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Tương tự như cái hàng móc thứ hai cũng móc cho mình vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn. Thì bây giờ ta sẽ móc các cái hàng móc chữ V thẳng hàng với nhau. Móc lên hai mũi móc xích. Tương tự bỏ qua cho mình cái khoảng trống của hai cái cụm này và móc vào cái cụm chữ V á, móc vào các khoảng trống của cụm chữ V cho mình, móc vào đây cho mình một cái cụm chữ V tương tự. Đây, móc vào cái cụm chữ V này, chính giữa này một mũi kép đơn, sau đó lên hai mũi móc xích. Tiếp tục một mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Ta được một cụm chữ V thẳng hàng với cụm chữ V ở phía trên nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Tương tự di chuyển kim vào khoảng trống của chữ V kế bên này và móc vào đây một chữ V tương tự. Móc một mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích.
Tiếp tục móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn nữa, thì ta được thêm một hàng móc và có các cái hình chữ V thẳng hàng với hình chữ V ở phía dưới nha. Đây. Lên hai mũi móc xích. Tiếp tục di chuyển kim vào khoảng trống của chữ V tiếp theo và móc một mũi kép đơn. Lên hai mũi móc xích. Tiếp tục một mũi kép đơn nữa để tạo thành hình chữ V. Tương tự cho các khoảng trống còn lại, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cũng tạo cho mình các cái chữ V thẳng hàng với chữ V ở phía trên. Lên hai mũi móc xích và móc vào khoảng trống của chữ V tiếp theo, móc vào đây một mũi kép đơn. Lên hai mũi móc xích. Tiếp tục một mũi kép đơn vào khoảng trống này. Lên hai mũi móc xích và làm tương tự đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, mình được hai hàng móc hình chữ V thẳng hàng với nhau. Và hai hàng móc này nó sẽ không bị che bởi cái hàng móc cuối cùng của phần chân váy nha. Tiếp tục lên cho mình một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ hai của cái dây móc xích này một mũi dời. Tiếp tục mũi dời vào khoảng trống chính giữa. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ viền lại hàng sọ ở phía dưới, móc cho mình vào khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn. Khi được một mũi móc đơn vào cái khoảng trống của chữ V đầu tiên, tiếp tục đưa kim vào cái khoảng trống kế bên này và móc cho mình một cụm mũi sò gồm một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Lên một mũi móc xích. Mũi kép đơn thứ ba. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ tư. Lên một mũi móc xích và mũi kép đơn thứ năm và là mũi kép đơn cuối cùng của mũi sò này. Ta được 5 mũi kép đơn xen kẽ một mũi móc xích để tạo một mũi sò nè. Tiếp tục khoảng trống kế bên ta sẽ gặp đó là khoảng trống của chữ V phía dưới, móc cho mình vào khoảng trống của chữ V này một mũi móc đơn. Ta đã hoàn tất được một mũi sò. Thì mũi sò tiếp theo sẽ nằm ở chính giữa của hai mũi chữ V ở hàng phía trên. Đây, hai mũi chữ V tương tự, móc cho mình vào khoảng trống này một cụm sò tương tự. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Lên một mũi móc xích. Mũi kép đơn thứ ba. Lên một mũi móc xích. Mũi kép đơn thứ tư. Lên một mũi móc xích và tiếp tục mũi kép đơn cuối cùng. Ta được một mũi sò tương tự. Móc vào khoảng trống chính giữa của chữ V này một mũi móc đơn. Thì ta đã hình thành được hai mũi sò liên tiếp với nhau nè. Từ đây tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống chính giữa của hai chữ V ở hàng phía trên nè. Thì cái khoảng trống chính giữa của hai chữ V các bạn sẽ móc cho mình một cụm sò. Một cụm sò gồm có một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Lên một mũi móc xích. Mũi kép đơn thứ ba. Lên một mũi móc xích. Mũi kép đơn thứ tư. Lên một mũi móc xích và tiếp tục mũi kép đơn cuối cùng. Khi được một mũi sò như thế này thì tiếp tục móc một mũi đơn vào cái khoảng trống của chữ V bên cạnh. Ta được tiếp một mũi sò thứ ba. Các bạn cứ làm tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối vòng. Khi gặp cái khoảng trống nằm chính giữa của hai chữ V ở hàng phía trên sẽ móc cho mình các cái mũi sò vào khoảng trống này. Và mũi móc đơn ta sẽ móc vào chính giữa của chữ V nha. Móc tương tự cho mình đến cuối hàng. Đây sẽ là khoảng trống của hai cái mũi chữ V ở phía dưới nè. Móc một mũi sò vào đây. Và cái mũi sò ở phần chân váy này các bạn có thể điều chỉnh cho mình, có thể móc 4 hoặc là 5 mũi kép đơn cũng được nha, tùy vào các bạn thích là cái chân váy nó bèo hay không bèo thôi nha. Móc vào khoảng trống của chữ V một mũi móc đơn nè và làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, ở cuối hàng các bạn cũng gặp khoảng trống nằm chính giữa của hai chữ V nè, móc cho mình vào đây một mũi sò tương tự. Và mũi sò ở đây của mình gồm có 5 mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích nha. Khi tạo được cụm sò cuối cùng thì móc vào cái chân móc mũi đơn bên cạnh nè, là cái chân móc mũi đơn đầu tiên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len.
tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc, ta sẽ dùng tay đẩy cái hàng sò cuối cùng ở phần chân váy màu trắng đẩy xuống. Ở cái phần viền này các bạn có thể canh chỉnh cái độ dài của phần viền này tùy vào sở thích của mỗi người nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách viền lại cái phần chân váy họa tiết sò có trang trí cái hoa hồng cuộn như thế này. Chúc các bạn thành công!